Cầu Nam Lý hoàn thành và thông xe, giúp hết kẹt xe cả tiếng đồng hồ khi đi qua khu vực. Người dân đã mong đợi từ lâu, nay thở phào nhẹ nhõm. Sáng 2 tháng 9, cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp, thành phố Thủ Đức đã chính thức thông xe sau 8 năm triển khai thi công, vướng nhiều khó khăn, trong đó có khâu giải phóng mặt bằng. Cầu Nam Lý được thông xe là niềm mong mỏi của người dân sau bao nhiêu năm chờ đợi hoàn thành công trình, bởi lưu lượng phương tiện qua lại khu vực trước đây đều đông, bị kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài cả tiếng đồng hồ. Bà Đỗ Thị Hiền, 73 tuổi, ngụ phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, sống gần khu vực cầu Nam Lý, cho biết niềm vui khi công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Trước đây, tại khu vực thường xuyên bị kẹt xe kéo dài cả tiếng đồng hồ nên rất ngắn ngẫm. Nay cầu Nam Lý đã thành hình và đưa vào lưu thông, làm cho người dân vui không tả xiết. Theo đó, dự án xây dựng cầu Nam Lý được triển khai vào năm 2016 với tổng mức đầu tư gần 732 tỷ đồng. Tuy nhiên do vướng mặt bằng nên từ cuối tháng 3 năm 2019, công trình phải dừng khi đạt 40% khối lượng. Đến tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức mới tiếp tục bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư để dự án tái khởi động. Cầu Nam Lý dài 750 m, trong đó phần cầu dài 450 m, rộng 20 m, đường dẫn rộng từ 30 đến 37 m, giúp thay cầu cống đập rạch chiếc nhỏ hẹp, xuống cấp và xóa nút cổ chai trên đường Đỗ Xuân Hợp, giải quyết tình trạng kẹt xe cho khu vực khu đông thành phố Hồ Chí Minh, tạo không gian và động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.